vàng Olympic mùa đông, hai lần liên tiếp vô địch thế giới và vô số các danh hiệu quốc tế. Nhưng chính tình yêu với môn trượt băng nghệ thuật, cống hiến những màn trình diễn đỉnh cao và tình cảm mà người hâm mộ dành cho anh từ những cơn mưa gấu pu mới chính là những ký ức không thể nào quên với vận động viên có biệt danh Hoàng tử sân băng Yuzuru Hanyu. Ở tuổi 26 và đang nỗ lực hồi phục chấn thương để hướng tới kỳ Thế vận hội mùa đông thứ 3 trong sự nghiệp, Yuzuru Hanyu chính là một biểu tượng cho thành công và được coi là tiêu chuẩn vàng trong thi đấu trượt băng nghệ thuật đơn nam. Một chàng trai sở hữu tới 19 kỷ lục thế giới nhưng rất khiêm tốn và chân thành. Và trên hành trình trở thành ngôi sao trượt băng nghệ thuật, Hanyu cũng có không ít những kỷ niệm đáng nhớ được gửi gắm từ tình cảm chân thành của người hâm mộ. Sau khi kết thúc những bài thi đấu đẹp mắt và giành được số điểm ấn tượng từ ban giám khảo, Yuzuru Hanyu còn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Đó chính là những chú gấu Winnie the Pooh mà anh yêu thích. Thậm chí, cơn mưa gấu Pooh trên sân băng đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với khán giả theo dõi trượt băng nghệ thuật. Chàng trai đến từ tỉnh Miyagi của Nhật Bản, nơi phải hứng chịu thảm họa kép năm nào, đã không từ bỏ ước mơ để lan tỏa tình yêu với trượt băng nghệ thuật và hy vọng về cuộc sống với tất cả mọi người. Gấu Pooh là một linh vật may mắn và cũng giống như là huấn luyện viên của tôi vậy. Cậu ấy luôn đồng hành với tôi và theo dõi tôi trình diễn ở tất cả các cuộc thi. Chỉ cần nhìn thấy gấu Pooh thôi là tôi đã vui lắm rồi. Không phải tôi đang trượt băng một mình. Tôi chưa bao giờ phải đơn độc. Tôi luôn nhận được những lời động viên từ tất cả mọi người. Và tỏa sáng trên sân băng là cách tốt nhất để tôi đền đáp lại tấm lòng của họ. Tôi mong rằng những tấm huy chương vàng của mình sẽ tiếp thêm động lực để mọi người vững bước hướng tới tương lai phía trước. Trượt băng nghệ thuật may mắn khi có được Yuzuru Hanyu. Anh ấy chính là vị đại sứ xuất chúng của môn thể thao này. Hanyu đã không ngừng thúc đẩy trượt băng nghệ thuật phát triển cả về mặt kỹ thuật và tính nghệ thuật khi trình diễn. Đó chính là những nhận xét khách quan và toàn diện mà huy chương vàng Olympic Sochi nội dung khiêu vũ trên băng Charlie White đã nói về Yuzuru Hanyu. Nam vận động viên của Nhật Bản nổi tiếng với cú nhảy 3A có độ khó rất cao. Và giờ đây, Hanyu đã muốn chinh phục cú nhảy 4A để tạo lập một cột mốc mới cho những bài trình diễn đẳng cấp trên sân băng của mình. Tôi chưa bao giờ coi mình là một nhà vô địch, mà tôi luôn là một kẻ thách thức. Tôi luôn cố gắng để vượt qua các đối thủ và cả chính bản thân mình nữa. Tôi muốn đáp ứng được sự kỳ vọng mà mọi người đặt vào tôi. Để làm được điều đó, tôi phải không ngừng nỗ lực tập luyện. Nhiệm vụ càng khó khăn thì sẽ càng có ý nghĩa hơn khi tôi hoàn thành nó. Đó chính là động lực để tôi tiếp tục trượt băng. Đó là định mệnh của tôi. Những ký ức về cơn mưa gấu Pooh hay những ngày khổ luyện để có được thành công trên sân băng và tạo dựng vị thế nổi bật trong lịch sử môn trượt băng nghệ thuật với Yuzuru Hanyu là một hành trình nỗ lực, không ngừng vượt khó. Để từ đó, chính những màn trình diễn ấn tượng cả về kỹ thuật và thần thái của Hanyu đã khiến anh trở thành niềm tự hào của đất nước Nhật Bản. Chương trình Ký ức thể thao ngày hôm nay cũng xin phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ này ngày mai trên kênh VTV3.